Không lâu sau, thợ săn đuổi đến phía trước, hỏi chàng trai rằng liệu có thấy một con lợn rừng bị thương hay không. Thợ săn nhìn về phía trước, cho rằng con lợn rừng chắc đã bị thương nặng rơi xuống vực thẳm. Nói xong liền lần theo tung tích đuổi theo, vì để báo đáp ơn cứu mạng của ân nhân, con lợn rừng nói với chàng trai rằng, hôm nay về nhà đừng men theo đường cũ mà về, nhất định phải đi đường vòng. Tuy rằng đã gật đầu đồng ý, nhưng trên đường về vì để tiết kiệm thời gian, anh ấy vẫn là chọn đi về theo đường cũ. Sau khi đến cửa thôn thì phát hiện, con trâu vàng trong thôn giống như bị phát điên vậy, làm thương mọi người. Vài tên đàn ông to cao lực lưỡng, kéo như thế nào cũng không cản được con trâu điên này. Quả thật là coi náo nhiệt chưa đủ còn phải kiếm thêm chuyện. Con trâu điên đột nhiên chuyển hướng lao quả sừng to bự về phía chàng trai. Mọi người còn nghĩ là hôm nay anh ấy chắc toang mất rồi. Nhưng ai cũng không ngờ được rằng, con trâu điên lao đến trước mặt anh ấy lại quỳ xuống cầu cứu. Một đám quần chúng ăn dưa chạy lên trước vây quanh họ. Lại là lần đầu tiên thấy được động vật biết.